Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 9, trong khuôn khổ Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14, ASOSAI 14 đã diễn ra hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Đây là một trong những nội dung nghị sự quan trọng thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nói chung và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng. Tại hội nghị, ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, cũng đồng thời là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn gắn kết trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Từ năm 2010 cho đến nay, hàng năm Kiểm toán Nhà nước đều thực hiện trung bình 5 cuộc kiểm toán về môi trường với các nội dung từ quản lý rừng, đất đai, nước sạch đến quản lý chất thải, khai thác khoáng sản và gần đây nhất là chuyển hóa carbon. Các cơ quan kiểm toán tối cao SAI châu Á cũng đồng tình với việc phát triển kinh tế phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững. Trong quá trình kiểm toán môi trường, khó khăn nhất là kiểm toán đánh giá ô nhiễm môi trường ven biển, vùng biển. Với vùng ven biển, vùng biển dài rộng, các cơ quan kiểm toán tối cao cần xây dựng phương pháp kiểm toán môi trường đặc thù, kiến nghị các giải pháp để chính phủ có quy hoạch phát triển kinh tế biển cụ thể, quản lý nguồn nước biển sạch, phát triển kinh tế biển bền vững.